Ao cá các bác đang bị trùng mỏ neo, giận cá, nấm thủy mi, trùng bánh xe, bao tử trùng, sán lá măng. Tại sao lại như vậy và xử lý như nào? Xin chào các bác, có phải là các bác đang sử dụng quá nhiều loại xử lý ký sinh trùng trong ao cá nhà mình mà có những lúc các bác đánh vào trong nước nó gây ra hiện trạng là đàn cá nhà mình bị sốc này, bị chết đấy, hoặc là bị ngộ độc thuốc, hoặc là những cái con tôm, con tép trong ao của mình có hiện trạng là bị chết đúng không ạ? Như các bác đã thấy, chúng tôi đang kiểm tra một cái ao cá mà có hiện tượng trùng mỏ neo và sán 16 mốc rất là nhiều. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chỉ cho các bác một cái phương pháp, đó là Multisan. Một cái sản phẩm là công nghệ sinh học các bác nhé. Công nghệ sinh học, không phải là thuốc trừ sâu như các đơn vị đang bán cho các bác. Đó, đấy. Với cái công nghệ này ấy, thì chúng tôi cam kết là sẽ sạch tất cả các loại ký sinh trùng sau 2 ngày đánh. Đấy thì nếu các bác mà muốn phòng bệnh thì chúng ta sẽ dùng một cái lọ này 200ml, chúng ta đánh cho từ 5 đến 6 ngàn khối. Còn nếu như liều trị bệnh thì các bác dùng một lọ này, chúng ta sẽ sử dụng cho từ 3 đến 4 ngàn khối. Thì chúng tôi sẽ cam kết với các bác đó là sẽ sạch toàn bộ ký sinh trùng trên cái ao cá nhà các bác nhá. Và trên bao bì chúng tôi có đầy đủ mã QR code cho các bác dùng điện thoại để chúng ta check xem các cái thông tin có đúng không để chúng ta nhận cái sản phẩm này. Và đã đầy có đầy đủ các cái công bố của Tổng cục Thủy sản Việt Nam rồi các bác nhé, nên các bác yên tâm trong quá trình sử dụng. Vì vậy, cá bác nào mà đang gặp hiện trạng đó là bị trùng quả dưa, trùng bánh xe hay là trùng mỏ neo, các cái loại sán như là sán 16 mốc hay 18 mốc, thì hãy để lại số điện thoại bên dưới này. Công ty chúng tôi sẽ có bộ phận kỹ thuật chuyên gia hỗ trợ các bác. Và đặc biệt chúng tôi đang có một cái chương trình cực kỳ ưu đãi dành cho 50 bác khách hàng đầu tiên đặt lại số điện thoại bên dưới này, thì công ty đang có một cái phần quà rất là đặc biệt nha. Các bác hãy nhanh tay đặt hàng bên dưới để nhận ngay chương trình này. Thì không có gì hơn, em Vinh kính chúc các bác chăn nuôi tôm cá thành công.